Chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình chia sẻ cho mọi người một chương trình airdrop nhận 3.500 token COD khoảng 7 đô. Token này nó sẽ list lên sàn Charge Swap vào ngày mùng 6 tháng 1 2021 nha các bạn. Mấy nó cho mình cũng thể chơi. Cũng có nhiều bạn làm airdrop đã rút về con này các bạn, nên các bạn làm liền các bạn. Để tham gia trình này hôm nay bạn đi phần link mô tả trong video đầu tiên, các bạn join kênh group kênh seller này hoặc theo word thì các bạn follow các bạn rồi bạn bấm tiếp này. Chương trình này góp này sẽ end vào ngày 6 tháng mấy năm 2021 thì các bạn làm liền các bạn. Rồi đầu tiên dòng đầu thì các bạn điền địa chỉ email của mình nè các bạn, ở cộng anh Quỳnh 5991 ở cộng .com. Tiếp tục là username Telegram của tất cả các bạn gia nha các bạn. Các bạn vào cái mục setting thì các bạn sẽ gặp username các bạn. Bạn nào chưa có username thì cài đặt username các bạn. Tại Twitter thì các bạn vào trang cá nhân của mình cũng copy tại Twitter mình các bạn. Username cộng của anh em. Rồi tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ với TGC 20 với John Lim nha tất cả các bạn. Con sắt của nó thì các bạn cứ vào ép nha các bạn. Rồi các bạn mở đi trên là bị gồ các bạn nè. Rồi các bạn chờ chút xíu mình lấy địa chỉ ví của mình nghe tất cả các bạn. Mình đã ép con chắc của nó rồi nè các bạn, tục căn này nè các bạn. Phan, đâu ta? Phan các bạn chờ, tục căn này nè, code nè các bạn. Rồi các bạn chỉ việc copy cái địa chỉ, bấm vào reset nè. Các bạn copy địa chỉ TDS mình nha các bạn. Rồi sau khi copy địa chỉ xong các bạn trở về một cái link form nha các bạn. Các bạn bắt vô đây nè. Rồi cái mã ghép này thì các bạn điền giùm mình a còng anh 1133 nha các bạn. Rồi bạn bấm gửi như vậy là xong các bạn. Vậy video mình đây kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video của mình. Và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.